Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay ngày 18 tháng 8 thì ở bên server Trung Quốc đã tung ra một bản cập nhật để ra mắt môn phái mới, và môn phái này có tên gọi đó chính là Hội Mộng. Đây là môn phái thuộc ngũ hành hệ thổ nha anh em ơi. Anh em thấy là bên cái phần hệ thổ chúng ta bây giờ xuất hiện thêm một cái icon phía dưới này. Và môn phái này thì sử dụng cây vũ khí đó chính là cái cuộn sắt. Và sở trường của môn phái này là gì đây? Đó chính là điều khiển tầm xa, và độ khó của nó là 3 sao nha. Đây là nữ loli nha. Môn phái này sẽ có hai kiểu hình. Ở bên đây chính là nam tiêu chuẩn. Thì video này mình sẽ mang tính chất là trải nghiệm về kỹ năng của môn phái này thôi nha anh em ơi. Tại vì đây là cái phiên bản test, nó chỉ cho ở một số cái server cố định ở bên server Trung Quốc thôi. Do đó mình không có nhân vật cấp cao để xem full được kỹ năng cho anh em. Bây giờ bắt đầu phải tạo nhân vật lại từ đầu thôi anh em ạ. Như vậy mình sẽ chọn nhân vật nữ loli nha. Mình sẽ bắt đầu vào game đây để cùng với mọi người trải nghiệm về bộ kỹ năng của môn phái này. Thì bộ kỹ năng của Hồi Mộng theo mình tìm hiểu thì nó có một cái chiêu rất là đặc biệt anh em ạ. Cực kỳ đặc biệt luôn. Đó là cái chiêu mà nó sẽ dẫn kẻ địch vào đi trong một cái giấc mộng. Và trong giấc mộng đó thì kẻ địch của chúng ta sẽ không thấy được những người chơi ở xung quanh. Wow, một cái chiêu làm gọi là làm mù hướng của kẻ địch anh em ạ. Và để rời khỏi giấc mộng đó thì mình nghe nói là người chơi đó phải bắt buộc phải đánh bại cái con ma yểm hay là con mộng yểm gì đó đang trấn yểm giấc mộng đó, hoặc là phải chờ hết thời gian đó thôi. Wow, dính cái chiêu này thì thôi bị hội đồng hơi bị mệt nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ qua cái này nha. Tí nữa mình sẽ đi cái ải khác để mình test kỹ năng. Thôi mình cứ đi cái này để mình xem kỹ năng luôn đi. Rồi tiếp tục đi vào trong để chúng ta xem kỹ năng của cái con hồi mộng này như thế nào đây. Rồi ở đây thì theo mọi người thì cái chiêu số 4 á, chiêu 3x đó mọi người ạ, là cái chiêu dẫn vào giấc mộng. Để mình thử cái chiêu số 4 nha. Là nó sẽ, cái này phải có hai ạc để mình test mới dễ chiêu số 4 này mà. Lúc đó cái người chơi bị cuốn vô mộng á, là không thấy được những cái mục tiêu xung quanh. Đây là chiêu đánh thường của con hồi mộng đây, sử dụng quyển sách để đánh. Đây là chiêu số 3, họ nhiễu từ trên nhiễu xuống. Rồi tiếp tục di chuyển 3 như cò luôn. Rồi quá trời lính luôn. Bây giờ gom lại. Đây thì không có ống máu thì chờ quýnh thoải mái đi ha. Đây là chiêu số 1. Đó, chiêu số 1. Chiêu số 2, một quả cầu bắn ra nổ gà gây chón. Chiêu số 3 thì nó sẽ nhiễu từ trên đó nhiễu xuống cũng gây chón luôn. Chiêu số 4 thì nó sẽ khóa mục tiêu lại. Chiêu số 4 chính là cái chiêu mà nó gọi ra thêm cái con gọi là con ma yểm hay mộng yểm gì đó. Để từ từ mình dịch thì mình sẽ biết nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tranh thủ làm hết cái nhiệm vụ ban đầu này. Chúng ta vừa xem xong kỹ năng rồi. Cái này thì mình sẽ cố gắng tranh thủ lên cấp lẹ lẹ để mình dịch chi tiết về bộ kỹ năng của môn phái này cho anh em. Tại vì ở bên Trung Quốc nó ra cái bản test đặc biệt của nó thì nó chỉ cho test ở 1-2 server thôi. Mà xui cái là ở server này mình không có những nhân vật cấp cao, do đó mình không có test được cho anh em. Giờ phải cố gắng cài cấp lại thôi. Hôm qua mình đã có cài thử một cái của bên server này rồi, lên cấp cũng ba mấy rồi, nhưng mà nó lại không cho cái tính vật hoặc là cái quân thiên thất diệu lệnh để đổi phái, bắt buộc mình phải tạo phái lại từ đầu. Rồi thoát ra nha, không có đi nữa. Random cái tên, ok. Rồi, chúng ta trở về vong u đảo. Mình sẽ làm vài nhiệm vụ chơi cho anh em xem. Và thử vô tới cái nhiệm vụ diễn tập chiến trường Tống Kim nha. Giờ cố gắng cài cấp con này thôi anh em ơi. Thì cái con này hứa hẹn sẽ có những cái pha BK khá là thú vị. Đây, thấy rồi. Có những người cũng đang cố gắng tạo ạc ở đây anh em ạ. Đó, đây là hội mộng nhân vật nam. Bây giờ lại đi làm nhiệm vụ đây. Và mình nghe đồn trong cái bản cập nhật này sẽ có thêm một số hoạt động mới cho game. Nhưng mà cái bản chính thức thì đến ngày 26 tháng 8 thì nó mới ra mắt nha anh em. Hôm nay chỉ là cái bản test để trải nghiệm thôi. Rồi đây là cái vũ khí của nó đây. Đây là cái cuộn sách. Nhìn cái vũ khí giống như là một cái chiếu chỉ, một cái tấu chương vậy đó. Hội mộng nó có nguồn gốc từ Thanh Khâu. Thanh Khâu là theo kiểu tộc của
của hồ ly. Mà hồ ly thì chuyên dùng những cái tiểu xảo ma mị để dẫn dụ người khác, có nghĩa là mê hoặc lòng người đó anh em ạ. Đó thì theo cái kiểu nó như vậy. Thì con hồi mộng này cũng dạng theo dạng gọi là mê hoặc đó. Bạn nào mà chơi theo kiểu thích nữ tính quyến rũ thì cứ triệt chơi hồi mộng. Ui tả chưa ấy, bùm một cái à nó nổ, nó sẽ có thời gian nhận nổ. Để mình coi cái nổ con này nó là như thế nào nha. Bình thường cái đây chiều hai cái nữa, 1-2 giây, 2 giây là nổ nha anh em. Đây nổ khí của mình đây, xem nổ khí lên gì. Ô đẹp chưa, quá đẹp luôn anh em ạ, quá đẹp. Hy vọng kỹ năng nó đẹp nhưng mà đừng có lắc quá nha. Nói chung là kỹ năng này nó có một vài cái đặc điểm gọi là ma mị xíu. Nó theo hướng dùng bùa chú triệu hồi các kiểu. Đó, cho bạn dính là nổ nè. 1, 2, ù nổ một cái, 3 cây máu. Ui da, đau mày. Rồi, nó vừa tặng cho mình một cái gì đây, thấy có cái thư đây nè. Không biết thư gì luôn. Tiếp tục làm nhiệm vụ để mở ra mấy cái kỹ năng tiếp theo. Đó, đội được cái đầu lên nhìn xấu quá, nhỡ tháo ra ta. Tháo ra đi. Nhìn cái nguyên bản đó, nhìn nó môn phái cho nó đẹp đẹp xíu. Nhìn trang bị tân thủ nhìn nó oai oải. Rồi lên cấp lẹ lẹ đi, lên tới cấp 10, cấp 11 là mình vô được cái diễn tập chiến trường Tống Kim rồi. Nói chung là trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng cài cấp con này, chắc cũng phải tầm lên được tới 3X, cố gắng lên được tới cấp 3X để mình xem kỹ năng 3X của nó như thế nào nha. Chắc là mình sẽ cố gắng để dịch trước về cái bộ kỹ năng chủ động của môn phái này. Còn những kỹ năng sau thì có lẽ là mình sẽ cố gắng tìm thông tin để dịch ra cho anh em xem chi tiết. Hoặc là mình có thể soi thông tin của người khác, chỉ thể có thể dịch được cái kiếp thôi. Ở cái server này là server 553, WiiWii 553 nha mọi người. Ở bên này thì đã lên được tới tông sư 59 rồi. Hai thằng kỹ năng vô đây, vô quấn cho nó phê phê xíu. Như vậy là mình đã có được vài kỹ năng rồi nè. Đây là kỹ năng chiêu số 2 đây. Đây là kỹ năng chiêu tiếp theo. Mình sẽ cố gắng lên tới kỹ năng này nha. Một phái có tên gọi là Hội Mộng. Nghe tên hay hay. Nãy là chiêu số 2 rồi, bây giờ là chơi chiêu số 1. Chiêu số 1 là cái chiêu đặc. Đó. Ô nhìn đánh mấy con ong này quy lực ghê thật sự. Ở chỗ anh em thấy là cái tầm đánh con này nó cũng không có quá là xa, khoảng gần cận chiến thôi chứ không quá là xa. Rồi đặt chiêu số 2 thì nổ, bắn ra, chiêu số 2 tính ra bắn phạm vi cũng xa nha, và nó bám theo mục tiêu luôn. Dính chiêu đó là bao nổ. Đó, bùm một cái. Nhìn mang cuốn sách theo sau lưng nhìn cũng gọi là thư sinh ghê. Ủa, nổ cái muốn chết con ong luôn. Nhìn nó có mấy cái ảnh mới nhìn đẹp ghê. Và chắc chắn là sau khi môn phái mới ra mắt thì sẽ có những cái ngoại trang mới cho anh em. Thì tới lúc đó thì mình sẽ review cho anh em xem. Sắp tới Tống Kim rồi bà con ơi, mình đi cái trận Tống Kim một xíu nha. Về tới Lâm An. Như cấp 10 là chúng ta được vào Tống Kim rồi. Ồ còn đi đánh mấy con lính này nữa anh em ạ. Gom lại, đúng rồi gom lại. Con này nó không có đánh lan được ha. Cái chiêu đánh thường nó không lan được, chỉ có mấy cái chiêu chủ động thôi. Chiêu này thì nó sẽ có hút, không biết có hút lại không ta. Mình thấy nó chỉ đặt lên một người không có hút lại luôn.
sau này có biết hiệu quả với kiếp có hút không, nếu mà chiêu đó có hút nữa thì nó sẽ tuyệt vời. Đó, cuộn giấy gì mà nó điều khiển cuộn giấy để đánh người cũng hay thiệt. Mình nghe đồn chiêu cuối nó mạnh lắm, chiêu cuối nó là dẫn mộng, đưa đối thủ đi vào giấc mộng, và khi đối thủ đi vào giấc mộng thì chỉ nhìn thấy được cái con mộng ỉm ở trong đó thôi, những người chơi xung quanh khác là hoàn toàn không thấy luôn. Ở cái kiểu đó là bị thôi đồng hơi mệt nha. Mà muốn thoát khỏi giấc mộng đó thì một là chờ hết thời gian, hai là phải đánh bại cái con mộng ỉm trong đó. Hay đó, hay đó. Rồi, xong cái nhiệm vụ này, chuẩn bị tống kim đi. Lẹ lẹ nào. Đừng có quanh lính nữa. Rồi, mình đã về tới đây. Đây chính là thành Lâm An. Vẫn chưa cho mình đi tống kim, còn một cấp nữa anh em ơi. Không có ngựa chạy đúng lâu thiệt chứ. Đó rồi, vô diễn tập chiến trường tống kim. Cái chiêu 3 này á, phải có một cái nhân vật đối địch. Mình phải lock được cái nhân vật đó lên để test cho anh em xem cái trường hợp mà nó không nhìn thấy những người xung quanh thì mới test được, chứ một mình ở đây cũng không test được cái chiêu cuối này nữa. Rồi đặt ra nè, có liên chạm không? Bùm một cái. Ồ ghê chứ bộ, ghê. Ồ chấm đỏ đâu nhiều vậy. Tăng đi mấy bạn ơi, đúng rồi, tăng đi. Con này nó không có hồi phục được rồi. Đó, tính ra chiêu cuối của nó, mình thấy quy luật chiêu cuối khá mạnh nha. Đây cái lượng sát thương cấp 1 kỹ năng, đây mình về cho anh em xem về cái cấp độ. Đây là chiêu số 1, cấp 1 trên 15 nè. Mình thấy là phạm vi thi triển là tới 7m, giãn cách thi triển 18 giây, gây sát thương tấn công cơ bản và sát thương hệ. Cái chiêu số 2 này, cự ly thi triển là 7m, giãn cách thi triển là 15 giây. Nó sẽ gây được tấn công cơ bản rồi sát thương hệ 80%, nó sẽ gây chón được 2 giây đó. Đây là chiêu số 3, chiêu này khoảng cách thi triển là 7m, giãn cách thi triển là 15 giây. Wow, cái chiêu này anh em thấy, ủa cái cấp 30 trên 15 luôn anh em ạ. Ủa sao chiêu này lại cấp nó dồn lên cao ta, ảo vậy. Này là 11 trên 15, cái này là 30 trên 15, gây được tấn công cơ bản là 623% luôn, 1121 sát thương hệ thổ, có 100% sẽ gây chón được 2.46 giây. Đây là chiêu cuối của nó, chiêu cuối cũng 30 trên 15 luôn. Một chiêu này thấy sát thương cũng hơi khủng nha. Cự ly thi triển là 7m, giãn cách thi triển là 25 giây thôi. Nó sẽ gây và nó có 6 giây đưa cái địch vào trạng thái mộng yểm, 6 giây lận nha. Trong 6 giây này mà không thoát ra được thì thôi, bị ăn hành sắp mặt. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ lock lại cái nhân vật kia để mình soi xem top có ai chuyển về môn phái này không. Để mình xem cái ngoại trang cho anh em xem trước nha. Để chúng ta trải nghiệm, có một cái trải nghiệm hoàn chỉnh về môn phái này trong cái video hôm nay. Rồi để mình coi bên server này có ai đổi về cái môn phái hội mộng chưa. Rồi trang đầu tiên thấy biết ngắt luôn anh em ạ. Ô bên này ta chơi minh giáo ghê vậy, không chơi chiêu giao luôn à. Bên này thì anh em thấy là tông sư 59 rồi nha. Bây giờ mình sẽ qua đây, đây có người đã đổi về hội mộng đây anh em ạ. 42 triệu lực chiến. Nữ luôn. Ồ quyển sách ở đâu ta, quyển sách là một nhìn hoa anh em ạ, nhìn hoa. Đây là bí kíp của hội mộng thì cái này mình sẽ dịch sao cho anh em nha. Bây giờ chưa có dịch được anh em ơi. Đây là bí kíp của hội mộng. Chỉ số của nó nãy mình quên cho anh em xem là chỉ số bao nhiêu rồi, nhưng mà nhìn cái này thì mình thấy là ép về sức mạnh rồi anh em ạ. Anh em thấy không, hội mộng nó sẽ thiên về sức mạnh và nhanh nhẹn khá nhiều, linh hoạt khá thấp, và thể chất mình nghĩ là sức mạnh sẽ là 3 điểm, nhanh nhẹn 3 điểm, cái này 2 điểm và cái này 1 điểm. Theo mình đoán là vậy. Đây là nhân vật đã chuyển về hội mộng.
tấn công cũng cao nha anh em. 42 triệu lực chiến mà tấn công được 100k là cao đó anh em ạ. Sinh lực ạc này chơi nghịch thủy hành châu sinh lực được 33 triệu. Cũng khủng khiếp đó. Còn về thực chiến thế nào thì có lẽ là chúng ta phải chờ đợi thôi. Chờ đợi mình ra thêm những cái clip để tìm hiểu cho anh em. Ồ, con này sức mạnh cao kìa ha. Sức mạnh cao đó anh em ạ. Ô toàn là chơi loli không vậy? Loli không anh em ơi. Con này sức mạnh có 6k1 à. Này tới hạng 24 rồi, con này sức mạnh yếu quá. Rồi có lẽ là mình sẽ mang tới chất trải nghiệm bao nhiêu đây thôi. Bây giờ cái hạt này hôm qua mình mới tạo mà nó lại không cho cái quân thiên thất diệu lệnh gì để chuyển phái hết. Nên mình không có đổi phái được để vào xem cái bộ kỹ năng bên trong. Bây giờ mình sẽ quay trở lại kia để mình cố gắng cài lên đến cấp 30 để mình xem được mấy kỹ năng chủ động của nó trước nha. Có lẽ là video này mình sẽ kết thúc từ đây. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra để theo dõi cái video này nha anh em ơi. Và nếu cảm thấy video này hữu ích thì anh em hãy cho mình xin một like nha. Và mình sẽ tiếp tục làm những cái video về cái skill của con này cho anh em xem. Mình cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.